Nhận xét về bất thiện nghiệp và đại thiện nghiệp cho quả. Bất thiện nghiệp trong 12 tâm bất thiện cho quả chỉ có akusala vipakacitta. Bất thiện quả vô nhân tâm có bảy quả tâm thuộc về vô nhân ahetukacitta mà thôi. Bởi vì bất thiện nghiệp trong 12 bất thiện tâm đều có
phóng tâm, tâm sở. Cái này mình có học rồi, sư ca nhắc lại thôi. Ốt thiệt chạ chê tà sĩ ca, làm giảm năng lực cho quả bất thiện nghiệp, không có khả năng cho quả là hữu nhân tâm xả hê tất cả chỉ tạo được. Vì vậy bất thiện nghiệp trong 12 tâm bất thiện chỉ có quả 7 cái quả thôi. Rồi thuộc với cái quả vô nhân. Nếu đại thiện nghiệp trong 8 đại thiện tâm tạo 10 phước thiện, trải qua 3 thời kỳ tác ý, tác ý 3 thời. Thời thứ nhất là bốc bát chê tà na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện ấy. Minh chân á chê tình á, tác ý tâm sở đồng sinh với cái này, tác ý thêm cái ý vô. Tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện ấy. Aparachetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi. Người thiện tạo phước thiện nào nếu trải qua 3 thời kỳ tác ý tâm sở đồng sinh với thiện tâm không trong sạch, mình bố thí mà không trong sạch, giữ giới không trong sạch, hành thiền không trong sạch, tại sao mà không trong sạch? Bởi vì có cái phiền não này làm cho cái tâm nó dơ. Bởi vì tham ái, bởi vì ngà mạn, bởi vì tà kiến, ba cái này gọi là pa pañca dhamma có nghĩa là sao? Là cái pháp để làm cái luân hồi nó lâu dài. Hết cái ba này là hết rồi, không có sự khổ trong cái sanh tử luân hồi. Tham ái, tanh hà, ngã mạn, mana, rồi tà kiến là Mitcha. Phát sinh xem lẫn lầm mà xem lẫn làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm. Thấy không? Ô nhiễm. Khi tạo phước, ai tạo phước đây? Các vị, khi mình bố thí nhá, cái bố thí là gì? Cái tác ý đó, cái sự tác ý đó nó hợp với đồng sinh với thiện tâm, đại thiện tâm.
có cái sự bố thí ba thời đó, thời trước khi làm, khi đang làm và sau khi làm. Cái tà kiến này chấp cái gì, chấp cái tác ý đó, chấp cái đại thiện tâm đó là ta. Rồi khi bố thí mình muốn được được phước nhiều, mình muốn cho sanh cõi trời, mình muốn cho sống lâu, mình muốn cho sắc đẹp, cái gì đây, cái này gì đây, là gì, là tham ái, thấy không? Gì chưa hết nữa, còn cái ngã mạn là mình hơn người ta, mình bằng người ta, mình thua người ta. Cái bố thí đó, mình bố thí hơn người ta, mình bố thí đó bằng người ta, mình bố thí đó là thua người ta, kém hơn người ta. Cái gì đây, ngã mạn, thấy không? Rồi các sư Phật tử mình khó học cái đó, có hơn ba cái này, thấy không? Nè, cái đặc biệt nhất là cái tham ái này nè, nó sanh khổ nè, cái tham ái này. Bây giờ khi mình bố thí mình sao, mình nguyện sao, nguyện y đăng mê quân nhân tê qua ta năng hay sao? Hay là hay là a số cái giao và hằng hầu tu. Bà sư thấy đa số là miệng nói gì mà cái tâm nó hương khác. Tê qua ta năng hô tu. Y đăng mê quân nhân và ha tha năng hô tu. Y đăng mê quân nhang đi kha yu cầu hô tu. Thứ thứ là mình dính cái đó, ba cái này này, bởi vì nó làm cho cái phước thiện của mình á, nó không đủ sức lực để mà trừ đi cái phiền não. Như vậy mới mình học, mới mình cố gắng học vi diệu pháp, mình biết cái bệnh nào làm cho mình cái khổ lâu như vậy, cái nguyên nhân gì làm cho mình bệnh đây, làm cho mình khổ đây. Rồi mình tìm ra ba cái này nè, ba cái virus này nè, virus gì, virus tham ái, virus ngã mạn, virus tà kiến này. Học, mình học vi diệu pháp để thực hành trừ đi tham ái, ngã mạn và tà kiến. Đừng có học để được cái gì. Đó. Được cái gì không bằng được cái hết cái tham ái gì đâu. Được cái gì không bằng mình hết cái ngã mạn gì đâu. Được cái gì không bằng mình hết cái tà kiến gì đâu. Rồi mình chưa từng có nha, mình chưa từng có được, có lần nào mình coi như là tuyệt đối không có tà kiến không? Có lần nào mình có gì chưa? Chưa mà, nếu mà tuyệt đối là không có rồi là đoạn tuyệt rồi đó, coi như là mình bậc bậc gì, bậc thánh rồi,
bà Visakha rồi. Bây giờ mình bà Visakha chưa? Không, bằng là mình tiểu đi, tiểu Visakha đi. Cũng chưa nữa. Bởi vì mình chưa hiểu được cái thật tánh của Pháp. Mình hành chưa tới. Bây giờ mình học. Học cái Pháp nào mà bà Visakha hành được. Đã hiểu được, tu được đó, cái đó mình đang học cái đó. Bà Visakha không có nha, cái tà kiến này nè, 7 năm là không có sau khi nghe Đức Đức Phật thuyết giảng. Ngã mãn còn, tham ái còn, mà còn không giống mình đâu, còn ít. Còn ít nữa. Này. Như vậy là do cái tham ái, do cái ngã mãn, do cái tà kiến làm cái cho cái phước thiện đó nó bị ô nhiễm. Thì phước thiện ấy trở thành đại thiên nghiệp có ít năng lực. Nếu đại thiên nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả có tám quả nhân tâm. Ai tắt đi. Đó. Bởi vì nó ít năng lực thì ít năng lực cái quả nó không có nhân. Đó. Cái quả thiện này vô nhân. Không cho quả trong cái thời tái sinh được, mà chỉ cho quả trong sau khi tái sinh. Pavatikkala cho mình thấy này, thấy sắc tốt, nghe âm thanh hay, ngửi cái hương thơm, nếm cái vị ngon. Đó. Vâng. Rồi có một cái quả tái sinh, làm tái sinh upekkhasantiranā, tái sinh được, mà tái sinh đây cái người và chư thiên, cái cõi thấp nhất á, tứ đại đại thiên vương á, là cái người có tật từ từ ở trong bụng bụng mẹ như là mù, cấm 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 là cấm cầm 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 cố cố cầm. Nói không rõ gì đó, cũng tạ đất đó. Đó là do cái quả phước thiện mà nó, cái đại thiện mà nó kém đi cái năng lực, ít đi cái năng lực. Nếu đại thiện nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả đó, đó. Như vậy đó, người thiện táo phước,
Tạo phước thiện nào nếu trải qua ba thời kỳ: tác ý, tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch, không có tham ái, không có ngạ mạn, không có tà kiến phát sinh, xem lẫn coi như là chút thì cái tâm thiện một sát na, thì tâm thiện một sát na thì có tham trong đó, cái đó là xen lẫn. Sát na khana chitta, sát na tâm á, khana chitta. Không làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm thì phước thiện ấy trở thành đại thiện nghiệp có nhiều năng lực. Nếu đại thiện nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả tám đại thiện tâm, tám đại thiện quả tâm. Cho nên đại thiện thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm cho quả 16 quả tâm là tám thiện quả vô nhân tâm và tám đại quả tâm Mahavipa Kachita. Tất cả chúng sinh nói chung, chúng sinh đó, mỗi người nói riêng, trong vòng tử sinh luân hồi, trong ba giới bốn loại từ vô thủy trải qua vô số kiếp. Cái vô thủy này coi như là không đếm được, đã trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại này, phần thân sắc ẩn thay đổi theo từng mọi kiếp, tùy theo quả của nghiệp của mọi chúng sinh. Còn phần tâm, bốn danh ẩn á, tâm và sở hữu tâm á, vẫn sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia. Cái sang kiếp này, cái kiếp này, từ kiếp này sang kiếp kia, mình đừng có nói, đừng có hiểu lầm nha. Mình nói là cái tâm này diệt rồi, rồi sanh lên nữa, tái sanh cái kiếp sau nữa. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Thật sự cái tâm mình đã qua, nó diệt rồi không sanh lại. Cái tâm mình sanh mới đây là cái tâm khác. Ví dụ phút trước thì các sư và Phật tử nghe nghe âm thanh sư cả nói, cái tâm đó là diệt mất rồi, không quay lại. Mà đang nghe đây là cái tâm gì? Cái tâm khác, cái tâm mới nữa. Sô tạc quy nhan á, khác nữa. Ở nhãn thức cũng vậy. Cái phút trước thì dòm thấy sư cả, cái nhãn thức đó nó diệt rồi. Cái nhãn thức đang dòm đây là nhãn thức mới nữa. Ví dụ nó sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Cứ như vậy, từng giây phút, từ kiếp này sang kiếp khác nữa. Coi như là vô số kiếp, vô số kiếp, không đếm. Do cái nhân của nó, cái nhân chính là cái vô minh và tham ái này, cái nhân chính vô minh và tham ái này.
như cái bánh xe nó quay được là có cái đụng của nó. Thấy không? Cái đụng á, sư hiểu không? Sư nói cái đụng, cái đụng của nó. Nếu mà cái đụng của nó là hết rồi, nó hư rồi, cái bánh xe nó không có quay được. Cái sinh tử luân hồi vậy đó, do cái hai cái này nè, là do cái vô minh và tham ái này mới có cái nghiệp, tạo cái nghiệp này kia. Rồi có cái nghiệp rồi, sankhara rồi mới có cái tái sinh. Có cái tái sinh. Thấy không? Mình đọc. Tất cả mọi đại thiện nghiệp và mọi bất thiện nghiệp dù nặng dù nhẹ cũng đều được tích lũy lưu trữ ở trong tâm. Phước thiện các sư và Phật tử làm rồi, nó lưu trữ để trong cái tâm. Bất thiện mình tạo rồi cũng là lưu trong cái tâm. Tâm này diệt, tâm tiếp sau nó nối lại, nó giữ cái nghiệp đó, cái phước thiện hay là bất thiện đó, từ kiếp này sang kiếp khác như vậy đó, không hề bị mất mát. Cái thẻ nhớ mình xài hàng ngày nó có khi virus nó ăn cái file của mình, phải không? Mà cái bất thiện và thiện nghiệp không có con virus nào ăn mới A-la-hán đạo, A-la-hán quả mới diệt được tất cả. Đây đó là hết rồi. Các nghiệp thành là Ahosikamma. Ahosikamma là nghiệp không hữu quả, là hiệp, nghiệp không cho quả. Thế đó, phước thiện cũng là không cho quả và bất thiện cũng là không cho quả. Bởi vì quả thứ tư á, Arahatamaga, xong rồi diệt tất cả, diệt tất cả là không cho quả cho chứ kiếp kế tiếp nữa. Như trưởng lão Ahinsaka Angulimala lại, ngày trước khi xuất gia ngài giết người rất là nhiều, rồi sau đó quên, không biết giết bao nhiêu ấy. Sau đó ngài giết một người thì lấy một cái ngón tay, tay này nè, khúc thôi, lấy khúc, rồi có sợi dây á thì xỏ vô. Đem tính ra thì 999, 999 cái ngón tay này nè. Còn một người nữa, còn một cái ngón tay nữa là đủ rồi. Mà cái ngày đó là nếu nếu mà Đức Phật không có quán trước á thì cái phước thiện mà ngài trưởng lão ăn ăn Angulimala tạo từ kiếp trước là không cho quả được, bị giết mẹ người ta sợ rồi tìm cái người để mà giết không có nữa. Rồi cái ngày đó là người mẹ nó biết tin, do cha là cái cũng là làm quan quan lớn trong cái triều đình đó, nghe tin là
đức vua Phạ Xê đã đi, là và cái bình lính đã đi đi giết con trai của mình. Con trai của mình làm ác như vậy là ba mẹ cũng là không có bỏ, hy sinh để báo tin cho con, để chạy trốn. Cuối cùng người con là bây giờ tìm tìm người giết không được rồi, muốn giết mẹ, mà lành thay Đức Phật quán trước. Ngày nay nếu mà như sáng nay mà Như Lai không đi thuyết pháp và tế độ Ahinsaka là có thể là giết mẹ. Giết mẹ rồi coi như là cái quả mà được sẽ được trong cái kiếp hiện hiện tại này là hết. Không được rồi, xuống địa ngục rồi. Cái ngày đi. Đức Thế Tôn. Rồi tế độ Ahinsaka, rồi xuất gia một thời gian sau. Ngài hành Vipassana thành bậc A-la-hán. Như vậy cái bất thiện mà Ngài đã làm á, thành Ahosikamma. Ahosikamma. Phước thiện mà Ngài đã tạo từ kiếp trước hoặc là trong kiếp hiện tại cũng là Ahosikamma, là vô hiệu quả hết. Hiểu chưa? Phật tử mình hiểu chưa này? Ahosikamma có nghĩa là nghiệp không cho quả. Nếu mà chúng sanh đó là còn sanh, còn mình nói là còn đầu đầu thai á, thì có thể là có. A-la-hán được hết rồi. Không rồi, sau khi niết bàn là không 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 tái sinh nữa. Vậy có gì đâu mà nhận. Đó, hết cái tham này nè, tham ái, hết cái ngã mãn rồi. Như vậy là không không có không có thất lạc. Hoặc là nghiệp người này làm cho quả người kia, không có đâu. Cha làm thì cha hưởng, mẹ làm thì mẹ hưởng, con làm thì con hưởng cái quả đó. Không có ai mà hưởng trước, hưởng thay cho mình. Đừng nói là mình đi rửa tội có người nhận tội mình rồi. Cái đó không được đâu. Mình đi sám hối rồi, có người nhận tội cho mình rồi, cái sám hối đó mình nói là cái hết cái tội là cái tội mình đã làm rồi, nó không hết đâu. Mà cái là mình biết sám hối rồi, mình biết tội lỗi rồi, bắt đầu từ ngày nay mình cố gắng không làm sai nữa. Cái ý nghĩa mình sám hối vậy đó. Không phải là cái bất thiện mình làm từ kiếp trước á, mình giết con gà, mình giết con heo, mình giết này giết kia, tôi xin sám hối, con gà ơi tao xin sám hối, con heo ơi tôi xin sám hối, đừng cho tôi tội á. Cái đó không được đâu. Cái người biết sám hối là cái người bắt đầu từ ngày nay tôi không làm sai nữa. Hiểu chưa? Bắt đầu từ ngày nay tôi không làm sai nữa. Do mình không làm sai đó, cái đó là gì? Là phước thiện. Là phước thiện. Nếu mà sinh được á, mình sám hối được hết, so hết cái tất cả. Ai mà ngu, gần chết sám hối một lần là hết rồi. Phải không?
gần chết rồi sám hối lần đi cho nó hết cái tội lỗi. Mà từ trước tới giờ các sư và Phật tử mình có hiểu là sám hối hết không? Có hiểu như vậy không? Đó. Có thể là nó nhẹ nhàng hơn. Mình biết tội lỗi, mình sám hối. Nếu mình không có sám hối thì không biết tội lỗi, cứ mình làm nhiều nhiều hơn nữa, cái bất thiện nó càng nhiều, cái quả bất thiện nó càng càng nhiều nữa. Rồi tiếp nha. Trong kiếp hiện tại, nếu đại thiện nghiệp nào có cơ hội cho quả thì nhãn thức tâm hợp với thọ xả, nhìn thấy đối tượng sắc tốt đang hài lòng vân vân, thân thức tâm hợp với thọ lạc, xúc giác đối tượng xúc mềm mại đáng hài lòng. Hoặc nếu ác nghiệp nào có cơ hội cho quả thì nhãn thức tâm nhìn thấy đối tượng sắc xấu không đáng hài lòng. Thấy không? Tại sao mình có khi mình thấy cái sắc tốt, có khi mình thấy cái sắc xấu không hài lòng? Tại sao vậy? Là do từ kiếp trước mình tạo nghiệp, vừa nghiệp trắng vừa nghiệp đen, phải không? Nghiệp trắng là cho quả gì? Quả trắng. Quả trắng ở đây là thấy cái sắc tốt. Quả đen là gì? Thấy sắc xấu, cái đối tượng xấu. Đó. Bởi vì nếu mà người nào đó làm cái phước thiện nhiều thì mình hưởng cái quả quả tốt nhiều. Mà người nào ngược lại, người khác đó làm cái bất thiện nhiều, cái gì? Cái quả xấu nhiều hơn. Thấy không? Cái đời sống của con người á, có cái từ Khmer, có người là Neklasir. Có người á lộn đại mạng, có người thì lựa trước khi ăn coi này ngon hay không ngon, ngon mới ăn, không ngon thì không ăn. Có nghĩa gì đó? Tại sao vậy? Khác nhau vậy? Cái quả, cái nghiệp mình làm nó khác nhau. Thấy không? Khác nhau. Có người sanh ra thì không thiếu gì. Tiền từ nhỏ tới già. Có người không đi làm, không có. Phải đi làm. Làm. Người ta làm được nhiều, mình làm được ít. Làm có tiền chút thì bị bệnh nữa. Tại sao vậy? Đó, cái phước, cái nghiệp mình tạo nó khác nhau. Như vậy mình làm sao? Nó khác nhau vậy mình làm sao đây? Mình ngồi buồn, mình tiếc hay sao? Không nên. Vậy mình chỉnh cái nghiệp của mình. Mình cố gắng chỉnh cái nghiệp cho mình. Bây giờ kiếp quá khứ là mình tạo cái nghiệp ác nhiều, cái nghiệp thiện thì ít. Bây giờ mình ngược lại, mình tạo cái nghiệp thiện nó
cho nhiều rồi là cái coi như là mình không làm cái nghiệp nghiệp ác, cố gắng là không làm đi, đừng nói đứt ít ít cũng không làm đó. Mình cố gắng mình trừ đi, mình trừ đi cái bất thiện nghiệp cho đó, tiếp sau có thể là mình tốt hơn. Mình đi kiếp này mình đi từ tối đến sáng, nhá. Kiếp này tối, kiếp sau sáng, sáng sủa. Đừng kiếp này sáng, kiếp sau tối mù là không được. Choti choti parayano, tạ mô choti tạ mạ parayano. Kiếp này không có tốt đẹp, cố gắng tạo cái nghiệp làm sao kiếp sau là tốt đẹp. Cái đó là choti tạ mạ parayano. Đừng có tạ mô tạ mạ parayano, hoặc là tạ mô choti parayano, từ sáng đi tối không được, đến về sáng mà đi thì tối thì không được. Sanh ra lại còn nhà giàu mà không tạo cái nghiệp, cái nghiệp thiện, tạo cái nghiệp ác, không bố thí, không giữ giới, không hành thiện, cả đời là rượu chè không, tôi chết rồi có gì để mà mình nương tựa, có gì để mình nương tựa đây, giới cũng không có, bố thí cũng không có, hành thiện cũng không có. Ai mà giúp mình đi sanh ở cõi cõi lạc được? Ngoài cái nghiệp của mình ra thì không có ai. Cái nghiệp của mình thì đưa cho mình, nó phân biệt mình. Người này làm phước thiện nhiều, sanh ở đây. Người này làm phước thiện trung bình, sanh ở đây. Người này làm phước thiện ít, sanh ở đây. Từng nhóm, từng nhóm, từng nhóm vậy đó. Người này không có làm phước thiện, xuống bên này. Kamang sati vipachati ya di đắng hay nắp và nấy tất ta ya. Đó, nó chia nghiệp này, chia cho chúng sanh từng 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 nhóm, từng nhóm cao sang hay là thấp hèn là cũng do cái nghiệp, thấp hèn là cũng do cái nghiệp thôi, do cái nghiệp hay nắp và nay tất ta giờ là thấp hèn. Do cái nghiệp hết. Cái nghiệp là ai đây, ai làm đây? Không phải là người khác làm mà mình hưởng cái nghiệp đó, là cái quả nghiệp đó. Mình làm mình hưởng cái đó, hưởng cái quả đó. Kamasako kamadaya do kamma yoni kamma padisarano vậy đó. Dạ, Đức Phật cái dạng. Dạ. Là do mình làm thôi, rất là công bằng kỷ luật nhân quả, rất là công bằng. Không có sai lầm, không có thất lạc. Rồi, xong nha. Bây giờ tới cái giảng giải về cái ba vô nhân di tác tâm. A hê tu ca. Kiriya chính. Vô nhân di tác tâm.
là tâm phát sinh làm phần sự không hợp với nhân. Vô nhân di tác tâm chỉ phát sinh làm phần sự, không phải là thiện tâm, cũng không phải là bất thiện tâm, cũng không phải là quả tâm của quả tâm nào cả. Có ba cái này. Upekha sahagatang panchathwara vachana cittang, đây mình đọc rồi. Giảng giải panchathwara vachana cittang, ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xã, làm phần sự tiếp nhận năm đối tượng mới sắc thanh hương vị xúc xấu hoặc tốt tiếp xúc tương xứng với môn thoa ra, mở cửa cho ngũ môn mở cửa cho ngũ môn cái tâm này đấy lỗ trình tâm panchathwara vachana citta tương xứng phát sinh. Ví dụ ngũ môn hướng tâm làm phân sự tiếp nhận đối tượng sắc mới xấu hoặc tốt đẹp, xúc tương xứng với nhãn môn mở cửa cho nhãn môn, lỗ trình tâm và nó phát sinh. Ngũ môn hướng tâm làm phần sự tiếp nhận đối tượng âm thanh mới xấu hoặc là tốt đẹp, tiếp xúc tương xứng với nhĩ môn mở cửa cho nhĩ môn, lộ trình tâm phát sinh. Ngũ môn hướng tâm làm phần sự tiếp nhận đối tượng hướng mới xấu hoặc tốt, tiếp xúc tương xứng với tỷ môn mở cửa cho tỷ môn, lộ trình tâm phát sinh. Hay là tất mình tóm lại cái ngũ môn là gì? Một là nhãn môn, hai nhĩ môn, ba tỷ môn, bốn thiệt môn, năm một đó. Cái phân xử là cái tiếp nhận cái cảnh mới. Cái cảnh mới. Rồi số 2, manothvara vachana citta. Ý mồ hướng tâm đồng sinh với thọ xã, làm phần sự tiếp nhận một trong 6 đối tượng mới. Một trong 6 đối tượng mới. Gì? Đối tượng thứ nhất là gì? Sắc nè. Thứ nhì, thanh. Thứ ba, hương. Thứ tư, vị. Thứ năm, xúc. Thứ sáu. Trong cái 6 cái đối tượng nó có xấu và có cái tốt. Nha. Có cái xấu và có cái tốt. Tiếp xúc với ý môn manothvara, mở cửa cho ý môn, lỗ trình tâm phát sinh. Cái phân xử của cái tâm là vậy thôi. Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xã, còn làm phân xử quyết định. Quyết định vô thập và nạc cái chạc vô thập và nạc cái chạc nó quyết định đó. Có khi mình nói cái chỗ này là cái sự để ý tác ý khéo hay là không khéo ở đây
mà cái quyết định này quyết định được cái theo cái ngũ môn thế nha, không quyết định cái ý môn. Ý môn cái tâm này làm phân xử gì? Manothuara vachana làm phân xử gì? Làm gì? Là hướng tâm. Thấy không? Hướng tâm. Theo ngũ môn là làm phân xử gì? Quyết định, không phải tiếp nhận. Quyết định po vô tháp đấy. Tài liệu mình có mà. À, theo ngũ môn. Mà theo ý môn thì làm phân xử gì? Hướng tâm. Đấy, mà nô thoá ra quay trần nạ. Chít tạ. Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả làm phần xử gì? Làm phần xử tiếp nhận một trong sáu cái đối tượng đây. Đã. Mà nói tiếp nhận là cũng nó có thể là mình làm với cái sampadacchana á. Samadhi. Nay mình nói hướng tâm. Hướng tâm bằng cái để ý, bằng cái khéo tác ấy. Tác ý. Cái hướng tâm này nè. Rồi số 3, hạ sĩ tu pa tại chi tạ. Cái tâm mỉm cười. Cái tâm này có vị nào có chưa? Có Phật tử nào có chưa? Cái này ưu tiên cho bậc thánh A-la-hán thôi, mình chưa có. Hai cái thì mình có hàng ngày là số 1 và số 2, có hàng ngày. Nếu mà không có hai cái tâm này mình không biết gì hết à các vị, phải không? Như như cái tâm mình không có ai mà mở cửa sao mình biết gì đây, phải không? Ngũ môn là gì? Cái cửa ngũ môn đó, cái đó là nếu mà không có cái tâm này coi như là mình không biết nè, không thấy nè, không nghe nè, không ngửi được nè, không nếm được nè, không xúc nè, phải không? Rồi không có mà nô thua ra qua trở lại trận là mình không biết cái chuyện gì hết, không hiểu gì hết, không biết người này là con, người này là mẹ, người này là cha, người này là cái này là sa la. Để mình hành thiện tám, mình cái chỗ mình học mình không biết là do cái mà nô thua ra qua trở lại là ý môn hướng tâm này nè mới mình biết gì. Mà số 3 là mình chưa từng có trong đời này, hết đời quá khứ mình chưa có, bây giờ mấy đời nữa mình có đây. Giơ tay lên, con 3 đời nữa cái gì đi sư. Đời sau hoặc là đời này cứ cố gắng tu cho được cái loại tâm thứ ba này, có ai thì có khả năng không? Đây. Cái tâm này là dành cho chỉ có bậc A-la-hán thôi. Mà mỉm cười của các ngài là không có cười, không có thấy cái răng. Ngài Trường Lão Mô Cơ Lan á, cười thấy cái ngạ quỷ. Có khi các ngài đi trong làng thấy nghe mình
ca hát nhảy cũng cười. Cười thì sao? Cười không phải là quan hỷ, cười là hú. Cười là ta hết có rồi. Như vậy các ngài thấy thấy mình hát á giống như cái người người khóc thôi. Thấy mình nhảy á thì như người người điên thôi. Vậy đó. Thấy không? Khóc. Cũng cười có lúc mình tưởng mình nếu mình không biết là ý bậc A-la-hán còn cười thấy người ta ca hát này nữa. Thấy người ta nhảy múa nữa còn cười. Mà cười của ngài khác cái tâm của ngài, cái tâm này nè. Nè, hoặc là Maha Kiriya. Maha Kiriya. Như vậy là Ha Si Tu Pa Da Chi Ta, tâm biểu cười của bậc thánh A-la-hán đồng sinh với Thọ Hỷ phát sinh trong sáu môn. À, có khi thấy, có khi nghe, nghe Sa Di, nghe Phật tử mình ủng sùng la hát trong cái chỗ mà đi thực thực á, có khi các ngài cũng cười, cười. Tại sao các ngài cười? Là cái tâm tham để mà dành cái thức ăn á, cái là của ta là hết rồi, của ta là hết rồi. Dành lấy cái thức ăn, thường thường là sa di, thường thường là Phật tử upasaka upasika, hoặc là chú tiểu nhỏ nhỏ đó. Như vậy cái tâm này không phát sinh đối với các chúng sinh khác, bậc thánh A-la-hán có thiên nhãn thông, có thiên nhãn thông nữa. Đức Bạch Chạc Khu Ác Phi Nha à, mới có nhìn thấy loài ngạ quỷ có thân hình kỳ dị. Kỳ dị. Với di tác thần thông tâm, mọc sắc na tâm, tiếp theo si xét với đại di tác tâm, đại di tác tâm mà ha cái giá thật sự đại di tác tâm mà ha cái giá chi ta hợp với trí tuệ rằng ta đã thoát khỏi kiếp loại ngạ quỷ này rồi. Đó, cái tài liệu cũng nói với sư cả nói như này, bởi vì sư cả có đọc nhiều lần. Sau khi suy xét như vậy, tâm mỉm cười của bậc thánh A-la-hán Hạ Sĩ Tu Pa Đa Chi Ta phát sinh. Bậc thánh A-la-hán đã chứng đắc tiền kiếp, tiền kiếp thông. Tiền kiếp thông Pali là Bobbe Niwa Sa Nusatanyana, có nghĩa là biết từ kiếp trước. Thiên nhãn thông Dupe Chạc Khu Nhà Nạ, có thể là xem tất cả. Các ngài muốn thấy cái vật gì ở xa, ở đâu, ở trong núi, ở trong nước, thấy hết. Các ngài muốn thấy chư thiên đang làm gì, đang nghe pháp hay gì đó, các ngài có thể thấy là do Đức Bạch Chạc Khu Nhà Đạt dễ dàng. Hạ Sĩ Tu Pa Đa Chi Ta, tâm mỉm cười của bậc thánh A-la-hán phát sinh. Vì người mình là cái người phàm á, mình cười bằng cái tâm gì biết không? Mình cười bằng cái tám tâm.
Thấy không? Tâm tham, cười bằng tham cũng có, cười bằng thiện cũng có. Chúng số coi, ôi cười. Đó tham, chúng số. Ôi chúng số rồi, tôi giàu rồi, tôi giàu rồi. Cái đó gì? Có bà nội, ôi tôi được cháu nội rồi, tôi được cháu nội rồi. Tôi được cháu 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 gái rồi, cháu trai rồi. Cái cười đó là cười bằng cái tham. Rồi cười bằng cái thiện, cái tâm thiện nó khác. Thấy người ta làm tốt, thấy người ta bố thí, nghe được cái pháp, mình hoan hỷ. Hỷ đó là mình cười đó. Mình cười. Hoặc là mình muốn làm cái chuyện gì á, trong cái phước thiện này nè, mình làm được, rồi mình cười. Cái đó là mình cười bằng cái tâm thiện thọ hỷ. Như vậy mỉm cười và cười có sao loại? Một, hạ sĩ tạng. Tâm mỉm cười trên trên mặt không lộ hàm răng. Đó là sự mỉm cười của Đức Phật. Như nhâm á, như nhâm á. Cười. Sĩ tạ. Hai, hạ sĩ tạ. Tâm mỉm cười lộ chút ít hàm răng. Đó là sự mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán. Như vậy là một ít thôi. Tâm mỉm cười của bậc Thánh A-la-hán, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh hoặc hạng hiện trí phàm nhân đều hợp với thuyện nhân vô tham, vô sân, vô si. Hiện trí Sập-bồ-đề-sắc. Ba, vi hạ sĩ tạ. Tâm cười ra tiếng nho nhỏ phát sinh đối với ba bậc thánh nhân. Bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai và phàm phu thì hạng hiện trí phạm nhân. Đó là loại thiện tâm đồng sinh với thọ hỷ, hợp với thiện nhân vô tham, vô sân và vô si. Bốn, a ti hạ sĩ tạ. Tâm cười tiếng lớn phát sinh đối với hai bậc thánh nhân là bậc thánh nhân nhập lưu, bậc thánh nhân nhất lai. Bất lai là không cười lớn. Hàng thiện trí phàm nhân đó là đại thiện tâm đồng sinh với thọ hỷ, hợp với thiện nhân. Vô tham, vô sân, vô si. Năm, Apasa-apaha-sita. Tâm cười làm cho thân mình nghiêng ngả. Chỉ phát sinh đối với hạng phạm nhân mà thôi. Phạm nhân á, cười tới cái nghiêng ngả. Ha 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 ha. Rồi số 6 là với mảnh nè.
sáu này, upa hạ sĩ tạng, tâm cười làm trào ra nước mắt, chỉ phát sinh đối với hạng phạm nhân mà thôi. Phạm nhân như vậy bậc A La Hán thì cười bao nhiêu tâm? Cái tâm bao nhiêu làm cho bậc bậc thánh A La Hán cười? Năm. Đại di tác tâm hợp với thọ hỷ và hạ sĩ tu ba tại chỉ tạng. Rồi bậc thánh hữu học thì cười bao nhiêu tâm? Bao nhiêu bậc thánh hữu học á? Sáu. Tham tâm tham thọ hỷ tà ly tà kiến không hợp đó, không hợp với tà kiến. Hai và bốn đại thiện tâm thọ hỷ. Cái phàm phu cười bằng bằng bao nhiêu tâm? Tám. Là bốn tâm tham thọ hỷ và bốn đại thiện tâm thọ hỷ. Bây giờ khóc bao nhiêu tâm? Hai. Tâm gì? Tâm sân. Hai. Tâm sân vậy là cười, cũng là tâm cười. Cái thân biết cười không? Biết không? Cái thân mình biết cười không? Không. Cái cười là do cái tâm. Trong sáu loại cười này có hai loại cười chỉ có đối với Đức Phật và bậc thánh A La Hán mà thôi. Mỉm cười trên trên mặt không lộ hàm răng gọi là Sĩ Tạng. Đối với Đức Phật chánh đẳng giác, tâm mỉm cười lộ chút ít hàm răng gọi là Hạ Sĩ Tạng đối với chư bậc thánh A La Hán. Hai loại tâm mỉm cười này phát sinh làm phần sự mà không quan tâm nơi đối tượng, nên là nên tâm này có năng lực yếu đặc biệt phát sinh không hợp với nhân gọi là Hạ Sĩ Tục Ba Đức Chính Tạng, thuộc về loại vô nhân tâm. Còn lại bốn loại tâm cười, tâm có năng lực mạnh chấp thủ nơi đối tượng nên tâm này phát sinh hợp với nhân gọi là Xã Hy Tục Cả Chí Tạng, tâm có nhân. Cái phần này nói về Sankhara. Trong bộ Abhidhammata Sankhara, ngài đại trưởng lão Anuruddha trình bày trong phần Ahetuka Citta, vô nhân tâm có 18 tâm, không trình bày thuộc về loại Asankharika Citta. Tâm cần tác động hoặc
Sa-sang-kha-ri-ka-chit-ta, tâm không cần tác động nào cả. Theo các bộ khác có ý kiến khác nhau về Sa-sang-kha-ri-ka-chit-ta trong A-hi-tu-ka-chit-ta, được tóm lược theo ba cách như sau. Cái này giải quyết ba cái ý 18 tâm vô nhân này, asankharika, có cái sự tác động hay là không có sự tác động. Thì có ba ý kiến này. Ý kiến thứ nhất này, trong bộ Muladhika và bộ Abhidham Mathavipavinidhika có ý kiến rằng Ahetukacitta, tâm vô nhân có 18 tâm đều là Sankharikacitta. Đều là Sankhara vị mục tiêu, sankhara vị mục tiêu, coi như là không phải là sankharika và không phải là asankharika vị mục tiêu, mà 18 tâm vô nhân đều là không có sankhara nào cả, bởi vì trong bộ Abhidhammata Sankhara không trình bày Sankharika chitta và Sankharika chitta nào cả. Này, ý kiến của Muladhika và Abhidhammatha Vipavinidhika phụ chú giải. Rồi tới cái ý kiến thứ nhì nè, ý kiến của bộ Paramatthadipanidika có ý kiến rằng Ahetukacitta, vô nhân tâm có 18 tâm, có Asankharikacitta hoặc Sasankharikacitta. Tại sao ngài nói như vậy? Bậc tiền bối có ý kiến rằng Ahetukacitta, vô nhân tâm 18 tâm thuộc về Asankharikacitta. Bởi vì nhãn thức tâm tự nhìn thấy đối tượng sắc. Tự thấy mà, không có ai, không có sự tác động. Nhĩ thức tâm tự nghe đối tượng thanh. Tỷ thức tâm tự ngửi đối tượng hương. Thiệt thức tâm tự nếm đối tượng vị. Thân thức tâm tự xúc giác đối tượng xúc, vân vân. Do nương nhờ upatthihetu, nhân duyên khiến cho tâm ấy phát sinh, cho nên 18 tâm vô nhân này thuộc về Asankharikacitta, không cần tác động. Ahetukacitta, vô nhân tâm là tâm không có sáu nhân, ba bất thiện nhân, nhân tham, nhân sân, nhân si, đó là nhân bất thiện, và ba nhân thiện nhân. Ba thiện nhân là nhân vô tham, vô sân và vô si. Sao nhân này gọi là Sampayutta Hetu. Sampayutta Hetu. Nhân hợp với tâm, nếu tâm nào có bất thiện nhân Akusala Hetu hoặc thiện nhân Kusala Hetu hợp với tâm ấy, thì tâm ấy gọi là Sa-hê-tu-ca-chit-ta, hữu nhân tâm.
Ahetukacitta vô nhân tâm là tâm không hợp với Sampayutta. Sampayutta hetu. À, nhân hợp với tâm. Nhân tất cả các pháp đều phát sinh từ nhân. Hetupawa. Nhân này phải là Sampayutta hetu. Như vậy là không phải là Sampayutta hetu. Sao nhân hợp với tâm? Nhân có nhân duyên khiến cho tâm phát sinh, gọi là Upatta hetu. Cho nên 18 tâm, 18 ahetuka chết vô nhân phát sinh đều do nương nhờ Upatti hetu, nhân duyên khiến cho mọi tâm phát sinh. Cái này mình chưa học nè. Bây giờ còn 13 phút nữa, có nêu lên cái câu hỏi gì không? Okay. Nói. Cái này tài liệu mà sư ca đã học rồi. Giờ tài liệu này chưa có cái đó, cái phần đó. Thứ hai nữa là chỗ sắc ra các trong Ahetukacitta, tức là đưa ra ba cái ý kiến này rồi rốt cuộc là tóm lại là theo cái nào? Có kết luận. Cái kết luận phần sau. Ba ý kiến này có Upatti hetu này. Như vậy cái bài hôm nay mình chưa kết luận được. Cái bài sau mình kết luận. Bậc thánh thì năm. Sáu. Rồi phàm phu thì tám. Tám. Thì có vị nào hỏi thêm không? Rồi trên xuống. Trên Zoom thì có quỹ nào hỏi không? Nếu mà có gì chưa rõ mình đều lên. Cái cuối thường thường cuối cái bài học là sư dành cái 10 phút để cho các sư và Phật tử mình hỏi cái bài mình đã học xong. Dạ, con bạch ngài ạ. Xin hỏi. Alo. Vâng, con bạch ngài cho con hỏi một chút là cái chỗ tâm mỉm cười xí tá đó, tâm mỉm cười trên mặt không lộ hàm răng, đó là sự mỉm cười của Đức Phật. Thì con bạch ngài, nếu mà trường hợp mà một phàm nhân người ta mỉm cười, tức là trên mặt người ta cũng không để lộ hàm răng, thì cái đó gọi là bằng tâm gì ạ? Nó cũng là tám cái tâm đó, tám cái tâm đó, tâm tham thọ hỷ, bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm thiện thọ hỷ, tâm đại thiện thọ hỷ đó, thì tám cái tâm là thôi, không bao giờ mà có cái hạ sĩ tu pa để chia tác và không có là tâm di tác tâm thọ hỷ là không có đâu, bởi cái tâm đó là dành
ra cho bậc bậc thánh rồi, rồi bậc phàm thì không có, phàm phu không có. Vâng, con bạch ngài, tức là trong trường hợp này thì là cái biểu hiện ra bên ngoài có thể là Đức Phật chỉ mỉm cười không để lộ răng, nhưng mà cái tâm của ngài lúc đó thì nó khác với cái tâm của phàm phu, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi sư, đúng rồi, nó khác. Dạ bậc thánh a la hán cũng vậy, Đức Phật cũng vậy. Con bạch ngài, cho con hỏi là ở trong bài hôm nay thì có một số từ như là thân môn lộ trình tâm, rồi ý môn lộ trình tâm, thì các cái từ ngữ này thì sau này mình mới học chi tiết, hay là vì là con đọc các cái từ này thì con không có hiểu ạ? À, cái này mình học chi tiết thêm sư, cái này phải học, phải học, nếu mà không học chi tiết là không hiểu đâu. Theo cái môn này nè, như thế nào? Yeah. Cái đó có sư cả có tài liệu sẵn rồi. Vâng. À, tới đó là xe sẽ chia sẻ cho tất cả thành viên học á. Vâng. Để mình với học cả con. Vâng. Con bạch ngài là cho con hỏi là các cái tài liệu học của mình trong quá trình học ấy thì ngài sẽ bổ sung dần dần thêm ạ. Dạ đúng rồi, đúng rồi, từ 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 học hết cái đoạn này mình bổ sung thêm thêm gì đó. Bởi vì cái thời gian ít, thời gian không có nhiều, rồi sư lấy cái phần của ngài tình sử một mớ, lấy của ngài hộ pháp một mớ gì đó, mình để lại cái nào mình thấy nó cái lợi ích cho cái thành viên mình học trong lớp á, dễ hiểu thì sư cái xong thì lấy cái đó để mà giải. Vâng. Con bạch ngài là con xin thỉnh ngài, nếu mà ngài có chia sẻ cái tài liệu á thì con thỉnh ngài có thể chia sẻ một cái nó nhiều nhiều một chút ạ. Vì nhiều khi ví dụ con ở chùa đây thì mỗi lần nhờ in tài liệu thì nó cũng phải nhờ người khác, nên là nó cũng hơi bất tiện. Mà là con học gửi sớm một chút nha. Dạ. Rồi. Dạ vâng. Con xin thành kính tri ân ngài. Dạ, sao thầy có thí chủ nào hỏi thêm không? Quý nào hỏi thêm? Nếu mà không có, mình còn thời gian 7 phút mình học tiếp nha. Nhân duyên phát sinh hai nhãn thức, hai nhãn thức tâm. Đây. Thấy chưa? Đi mình học tiếp nha. Chakkhu viññana, nhãn thức tâm có hai tâm phát sinh do hội đủ bốn nhân duyên. Một chakkhu passada, chakkhu passada tiếng Việt là nhãn tỉnh sắc, nhãn tỉnh sắc tốt. Cái tốt này không có trong cái từ này ha, chặt cút và sát đó. Này cái người soạn là thêm vô và sát đó,
Pasada có nghĩa là tỉnh nè, Pasada, tỉnh sắc. Dạ, tỉnh sắc. Cái này muốn nói cái dịch đây là có ý nghĩa là muốn nói là tốt, đây là bị cái mắt này không có bệnh. Mắt không có bệnh. Cái trong cái từ Pali là asam asampannata. Asampannata chakkhusa. Đây, đấy. Asampannata chakkhusa. Cái từ Pali á, nếu mà mình cho hết cho hết á, có nghĩa là cái nhãn tỉnh sắc này còn tốt, không bị hư. Không bị hư. Không bị mù. À. Như là cái nhân của nhãn thức là một là cái con mắt mình là còn tốt. Hiểu chưa? Hai, ruparamana. Ruparamana là đối tượng sắc rõ ràng, tiếp xúc với nhãn tỉnh sắc này tốt nè. À, rõ ràng tiếp xúc với cái nhãn tỉnh sắc, hai cái rồi. Như vậy là cái đối tượng nó tiếp xúc với cái nhãn tỉnh sắc. Thứ ba là có gì? Aloka, ánh sáng rõ ràng, ánh sáng, có ánh sáng. Bây giờ là buổi tối mình đâu thấy đâu, có khi cũng là có cái sắc rồi, cái mắt mình không có hư mà do cái thiếu ánh sáng mình không thấy rõ, mình không thấy. Như vậy cũng là nhãn thức không có sanh được. Thứ tư, manasikara. Manasikara chú tâm đó là ngũ môn hướng tâm. Chú tâm á, ngũ môn hướng tâm là gì? Tâm thứ mấy? Thứ nhất trong ahetuka kiriya chitta mình đã mới học đó, pancha thwa ra vajana chitta. Nếu mà không có tâm đó mở cửa, hồi nãy mình nói là mở cửa đó, coi như là ngũ môn là không có, nhất là cái nhãn thức này không có này. À, nếu mà nhãn thức không có, sampadacchana là tâm tiếp nhận cái đối tượng đó cũng không có, tâm suy xét cũng không có, tâm quyết định cũng không có, pothappa không có, rồi cái tâm sân, tâm tham hoặc là tâm thiện cũng không có. Như vậy bốn cái nhân này là nhân upatti hetu là nhân sanh. Là nhân sanh, nhân sanh. Vậy là bốn cái này thiếu một cái không được nha. Bốn cái pháp này này thiếu một cái không được. Như vậy nếu khi hội đủ bốn nhân duyên này thì nhãn thức tâm hợp với bảy tâm sở phát sinh làm phần sự nhìn thấy đối tượng sắc ấy.
Rồi bảy á, bảy cái tâm sở là gì? Paso. Paso là gì? Xúc. Vedana. Họ. Sanya. Tưởng. Chetana. Hả? Tác ý. Chetana. Gì nữa? Ekakata. Nhất tâm. Gì nữa? Chivita. Mãn quyền. Manasikara. Là tác ý. Chetana. Sao mà tác ý hai cái vậy? Từ biết tất cả từ có dịch sao? Paso vedana sanya cetana ekakata jivitindriyang manasikaro. Từ hay từ? Từ hả? Bảy cái đó, bảy cái đó. Đây tới giờ rồi. Thì bây giờ ngày chỉ là ngày thứ hai mình học nha. Ngày thứ hai mình học tiếp. Ngày mai là ngày giới. Ngày mốt là ngày chủ nhật. Phải không? Mình cũng nghĩ ngày thứ hai mình học. Khi đăng bê phôi nhăn a sa va khay a va hàng thô tu ý đam mê quý nhân ni ma na sa pa chi yo ho tu ma ma o nya ba kang sa pa sa ta nam pa che mi te sa pe me sa mang quý nhân ba kang la phan tu sa tu sa tu sa